Bạn hôm nay linh kiện điện tử Tuhu sẽ giới thiệu đến các bạn một cái kit học tập cơ bản dùng cho họ vi điều khiển là PIC. Ở đây cái kit cơ bản này thì bọn mình hỗ trợ những dòng PIC như là PIC 16, PIC 18 dạng DIP 40 chân. Trên cái PIC này thì có các chân IO, một hỗ trợ chức năng là ADC này, ngắt ngoài, giao tiếp USB và giao tiếp LCD. Ngoài ra chúng ta có thể test PWM thông qua led 1 và led 2 ở đây. Đây là kit hoạt động sau khi bọn mình đã cấp nguồn để chạy một cái chương trình test demo. Ngoài ra đây thì các bạn có thể thấy nữa là nó có khối giao tiếp UART. Ngoài ra trên mạch thì bọn mình có thiết kế một chiếc công tắc gạt để hỗ trợ những cả dòng chip 3V3 và dòng chip 5V như các bạn có thể thấy ở đây. Về các nguồn sử dụng thì ở đây bọn mình dùng jack DC này. Cấp nguồn từ đây thì các bạn có thể cấp nguồn từ 7 đến 12V thông qua 7805 để cấp nguồn cho mạch. Ngoài ra thì chúng ta có thể lấy nguồn từ các chân của mạch nạp, từ nguồn 5V và hoặc là chân qua cổng USB mini ở đây. Còn khối dăm nguồn này các bạn có thể thấy là có 3V3, 5V thì nó sẽ cung cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi ở bên ngoài. Ngoài ra thì khi mà các bạn mua kit học tập này của bọn mình, sau đó kèm theo chip thì bên mình có hỗ trợ các bạn là việc nạp board order cho chip. Khi mà được nạp board order thì chúng ta có thể nạp chương trình thông qua UART. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ tiết kiệm được cái khoản tiền là mua mạch nạp 190.000. Như vậy thì sẽ hỗ trợ các bạn kinh phí được phần nào trong cho các bạn gọi là mới tham gia học tập và nghiên cứu dòng vi điều khiển PIC. Chúc các bạn thành công và may mắn.